Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là máy phát điện của Suzuki 500kg. Đây là hàng mới 100% anh em nhé, hàng liên doanh cao cấp này. Chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về sản phẩm. Với cái sản phẩm máy phát điện của Suzuki thì nó có một đặc điểm khá là nổi bật. Riêng với cái dòng Su là cái gì nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Máy phát của nó thì được thiết kế với 3 tai bắt, hai tai bắt phía dưới và động cơ, một tai bắt phía trên. Buli là line Zekura bản A. Đây anh em nhìn nhé. Đó. Đây. Đấy. À, cái từ cái lõi đồng mà chúng ta có thể nhìn thấy đây là hàng mới 100% này. Đó. Đây. Phần đuôi của máy phát và phần đầu được lắp ghép với nhau qua con ốc xuyên qua thân này. Đấy. Đây, đây chính là cái giác điện của nó này. Đây. Vừa rồi này em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái máy phát điện của con Suzuki 500kg. Anh em quan tâm tìm hiểu, tư vấn hỗ trợ lắp đặt thay thế về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0856727222. Em xin cảm ơn nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.